Bỏ ra 490 triệu lọc máu hồi sinh thì liệu có đáng? Thì để biết có đáng hay không thì mọi người theo chân Khanh nha. À, đây Khanh quay trực tiếp quy trình lọc máu toxopheresis mà mọi người hiểu hơn. Thì hôm trước Khanh có làm sơ lược video về lọc máu, đào thải toàn bộ độc chất ra khỏi cơ thể và được mọi người khá là quan tâm, nên Khanh sẽ làm tiếp video này để mọi người hiểu rõ hơn. Và nếu như có nhu cầu thì mình có thể triển khai luôn nha. Như tôi đây thì đầu tiên để nói về phương pháp lọc máu toxopheresis, thì đây là một phương pháp lọc máu ngoài cơ thể để loại bỏ những thành phần không cần thiết ra khỏi máu và huyết tương. Mình sẽ có là máu được lấy từ tĩnh mạch nè, được dẫn qua một ống có màng lọc kép để loại bỏ các chất độc hại như là kim loại nặng, hóa chất, chất tiền viêm và mỡ, sau đó được bơm ngược lại vào cơ thể trong một chu trình khép kín liên tục. Vậy thì những ai nên lọc máu? Làm việc trong môi trường độc hại nè, người bị nhiễm độc các kim loại nặng nè, dung môi và các độc tố, người có bệnh về tim mạch tự miễn, triệu chứng hậu Covid, hội chứng mệt mỏi mãn tính kéo dài, hoặc là lupus ban đỏ, hoặc là những bệnh mà bị viêm như là viêm khớp, hoặc là những bệnh viêm mà kéo dài ha. Đây mọi người coi thì như trong hình là các bác sĩ đang tiến hành làm cho Khanh nha. Đây các bác sĩ đang lấy máu cũng như là đưa vào những cái đường dẫn từ tay bên phải của Khanh để qua, để máu được lọc, sau đó sẽ truyền ngược lại vào tay bên trái của Khanh nha. Đoạn này thì Khanh nói hơi bé nên Khanh nói lại để mọi người dễ mường tượng hơn nha. Tùy vô từng người thì sẽ có thời gian lọc máu khác nhau, quá trình diễn ra khá là dễ chịu, chỉ là mình hơi bị nằm và cố định hai tay trong khoảng thời gian đâu đó khoảng 2 tiếng ha. Khi bác sĩ lọc máu xong thì bác sĩ sẽ xô ra cho mọi người thấy kết quả ở trong cái bịch dịch lọc mà mọi người thấy Khanh đang cầm đây nè. Đó, đây như Khanh đã từng quay ở cái clip trước phân tích, mọi người hãy kéo lại để kiếm xem nha. Từ cái kết quả đó thì có thể phân tích xem là như trong máu hoặc là trong cơ thể của mình có những vấn đề nào về sức khỏe mà mình có thể tầm soát sớm hoặc là mình loại bỏ sớm để mình tránh được những cái bệnh mà nan y không mong muốn trong tương lai nha. Thì mọi người cũng biết là tùy theo tuổi tác, là môi trường sống, thói quen, thức ăn và bệnh tật như là nhiễm virus thì vi khuẩn này, thì cơ thể tích tụ ngày càng nhiều các chất độc và các chất gây viêm hay còn gọi là cytokine, mỡ máu, cholesterol, kháng thể tự miễn được sinh ra bởi hệ miễn dịch bị lỗi là khiến chúng tấn công tế bào trong cơ thể gây ra các bệnh tự miễn, các chất bị oxy hóa, các chất dung môi và kim loại nặng vân vân. Nên phương pháp này thì Khanh rất là highly recommend cho mọi người nên cân nhắc nếu muốn có một sức khỏe tốt hơn. Tuy thì là có đắt sắt ra miếng thật đó, nhưng mà thật sự là rất đáng để đầu tư. Và hiện giờ trên thế giới của mình thì chỉ có duy nhất hai nước có thể thực hiện liệu trình này, đó là Đức với Ý thôi nha.